Vâng, xuất hiện một bộ dàn karaoke cực kỳ nhỏ gọn, thiết bị cực kỳ là hay nhưng mà rất dễ sử dụng để cho các bác mình cùng tham khảo. Đây là một cấu hình karaoke gồm có hai thiết bị và được tích hợp lại tất cả trong một, cho cái chất lượng âm thanh rất tuyệt vời. Mời các bác cùng thưởng thức trước khi chúng em giới thiệu chi tiết về bộ dàn karaoke ngày hôm nay nhé. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tiếng con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mãi tóc, anh yêu em qua quãng đường dài. Về thành đô anh mày áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ok, một bộ dàn karaoke rất nhỏ gọn. Các bác có thể thấy ở đây chỉ có duy nhất là hai thiết bị thôi. Đầu tiên là một cặp loa DX5S, một bắc 20 và một loa chép đôm. Và ở đây quan trọng nhất đó chính là cục đẩy nền vang tích hợp tất cả trong một phiên bản KS 2020 Pro mới nhất của năm 2022 và 2023. Phiên bản này thì nhỏ gọn, chỉ có đơn giản là một cái thiết bị mỏng chỉ 5cm, nặng khoảng tầm 6-7kg thôi, nhưng được tích hợp tất cả trong một luôn. Nó vừa là cục đẩy, vừa là vang số và vừa là cặp mic không dây luôn, và có đầy đủ các cổng kết nối như Bluetooth, cổng quang và rất hiện đại, có điều khiển từ xa luôn. Và các bác có thể thấy được chỉ cần duy nhất một thiết bị như này. Và đây là một sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo của giữa hai ông lớn, đó là hãng BBS, một cái hãng mic nổi tiếng trên thế giới, đặt trụ sở tại Trung Quốc, và cái hãng WeWood này, hai cái hãng kết hợp lại với nhau giống như hổ mọc thêm cánh. Và khi mà hai cái thiết bị này, hai cái hãng này kết hợp lại với nhau và cho cái chất lượng âm thanh của bộ dàn karaoke này ngày hôm nay nó đạt đến trình độ cực kỳ tuyệt vời. Tiếng mic dày, hát nhẹ, hút mic, sáng tiếng, và cộng với cái tố chất của những dòng mic của BBS, thương hiệu nổi tiếng thế giới, cho chất lượng karaoke rất xuất sắc. Và cái bộ dàn karaoke ngày hôm nay với mức giá rất là yêu thương cho các bác và anh em, đó là khi chúng ta mua cả bộ thì chỉ có mức giá là 18 triệu đồng. Bộ dàn này rất phù hợp với anh em nào chơi trong không gian gia đình vừa và nhỏ này, phòng khách này, phòng ngủ này, chung cư này, những không gian nhỏ nhỏ vừa xinh xinh 20m² trở lại thì rất phù hợp. Và hát karaoke nghe nhạc kết hợp 2 trong 1, và với đôi loa DX5S là một trong những dòng loa có cái thiết kế nhỏ nhưng chất lượng âm thanh rất là đáng nể trong cái phân khúc của nó, và cái thẻ tiếng bass nó, tiếng trung của nó, tiếng chép của nó rất là đều tất cả các giải, và chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm âm thanh rất là khác biệt. Sau đây xin mời các bác và anh em cùng nghe những bản nhạc DJ remix, tí tách du dương, rồi tất cả các thể loại nhạc trên cái bộ dàn karaoke ngày hôm nay các bác nhé. Không có là sự trầm đâu, chỉ duy nhất đô la đến 5S. Đời như không biết hãy tìm quên đi. Từ khi em đã cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì? Phải nói là nhỏ nhưng có võ đâu. Bộ dàn karaoke gồm chỉ còn duy nhất hai thiết bị thôi, và rất phù hợp với không gian gia đình vừa và nhỏ, thiên hướng về
cái trải nghiệm rất là trong trẻo, sạch sẽ, chi tiết và rất là ngọt ngào. Và cái khả năng chú ngũ của những cụ giàn cao kê ngày hôm nay sau khi được tinh chỉnh thì nó rất là tuyệt vời luôn. Ngồi nghe cực loa chả có cái gì cả. Rồi, rất là cảm ơn sự yêu mến ủng hộ các bác và anh em. Mọi nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp theo hai số máy trên màn hình các bác nhé. 0975386726 hoặc 0963866222. Và chúng em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác.